bùng nổ của khoa học công nghệ đang tác động mạnh mẽ và mang lại những tiến bộ không ngừng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Những sản phẩm công nghệ mới liên tiếp ra đời, đem đến cho cuộc sống hiện đại những giá trị ngày một hoàn hảo. Trên nền khoa học công nghệ tuyệt vời ấy, cùng với nhu cầu vui chơi giải trí ngày càng cao của con người tại khắp mọi nơi trên thế giới, xổ số điện toán ra đời với sự phát triển vượt bậc về công nghệ trong lĩnh vực xổ số. Cho đến nay, trên danh mục niên giám xổ số thế giới của LaFlu năm 2012, có 182 doanh nghiệp thuộc hơn 100 quốc gia kinh doanh xổ số điện toán với rất nhiều sản phẩm khác nhau. Việt Nam không nằm ngoài xu thế phát triển đầy sôi động đó. Hiện nay, người dân trong nước đã có những nhìn nhận rõ nét và mong muốn được tiếp cận với loại hình xổ số điện toán hiện đại bậc nhất trên toàn cầu. Xem trên báo, tôi thấy thì cái loại hình xổ số điện toán này, cách chơi cũng rất đơn giản và mà giải thưởng lại rất hấp dẫn. Cái loại hình xổ số điện toán này trên thế giới thì nó rất là phát triển, tuy nhiên ở Việt Nam có vẻ là chưa có. Loại hình xổ số điện toán thì rất phát triển trên thế giới nhưng chưa thể có ở Việt Nam. Và tôi cũng muốn loại hình này có ở Việt Nam để chơi thử, nghe nói nhiều trên thế giới nhưng nên tôi rất tò mò được tham gia. Thấu hiểu được nhu cầu và mong muốn giải trí của người dân Việt Nam, lãnh đạo Bộ Tài chính đã dành thời gian và tâm huyết để nghiên cứu, tìm hiểu về xổ số điện toán, thực trạng ngành xổ số Việt Nam và bài học kinh nghiệm của các nước trong việc phát triển xổ số điện toán. Từ đó, trình chính phủ đề án thành lập công ty xổ số điện toán Việt Nam. Ngày 11 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1109 QĐ-TTg phê duyệt đề án thành lập công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán Việt Nam. Ngày 5 tháng 12 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quyết định số 2933 QĐ-BTc thành lập công ty xổ số điện toán Việt Nam với lĩnh vực hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán trong phạm vi cả nước, thực hiện các chức năng kinh doanh, các loại hình trò chơi giải trí có thưởng theo quy định của pháp luật. Tổng số vốn điều lệ là 500 tỷ đồng. Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực trò chơi giải trí có thưởng của Việt Nam, công ty xổ số điện toán Việt Nam luôn xác định sứ mệnh của mình, đó là phát triển thị trường trò chơi giải trí có thưởng Việt Nam theo hướng hiện đại, minh bạch, hợp pháp và có trách nhiệm. Để có được điều đó, bộ máy lãnh đạo, đội ngũ nhân viên toàn công ty luôn tự ý thức không ngừng học hỏi, khám phá và cải tiến trong công việc, tạo dựng sự đoàn kết, nhất trí, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, lành mạnh. Những ngày đầu, với 4 thành viên, công ty xổ số điện toán Việt Nam đã từng bước tạo dựng sự phát triển và lớn mạnh với đội ngũ gồm 35 cán bộ, nhân viên ưu tú có nhiều năm kinh nghiệm làm việc từ các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Ban lãnh đạo công ty đã thống nhất xây dựng một bộ máy quản lý và điều hành đồng bộ với cơ cấu tổ chức bao gồm chủ tịch công ty, kiểm soát viên, ban tổng giám đốc và 6 phòng ban, phòng công nghệ thông tin, phòng kinh doanh, phòng tổ chức nhân sự, phòng quản trị rủi ro, phòng tài chính kế toán và văn phòng. Phòng công nghệ thông tin có chức năng tham mưu, giúp ban lãnh đạo thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của ban lãnh đạo, tổ chức xây dựng, phát triển, quản lý, vận hành và chuyển giao hệ thống công nghệ thông tin trong kinh doanh. Phòng kinh doanh có chức năng xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty, xây dựng kế hoạch đầu tư, tổ chức triển khai các dự án đầu tư, lựa chọn đối tác hợp tác kinh doanh, thực hiện công tác nghiên cứu thị trường, theo dõi, phân tích thị trường để thiết kế các sản phẩm dịch vụ của công ty, quản lý và theo dõi việc sử dụng thương hiệu của công ty. Phòng tổ chức nhân sự thực hiện chức năng tham mưu, giúp ban lãnh đạo về tổ chức bộ máy, công tác nhân sự, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí quản lý đội ngũ cán bộ, tổ chức thực hiện các chính sách và chế độ đối với người lao động, công tác tổng hợp, thi đua, khen thưởng và kỷ luật. Phòng quản trị rủi ro xây dựng, tham mưu cho ban lãnh đạo ban hành các văn bản quy phạm pháp luật tại công ty, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi, kiểm soát rủi ro về trả thưởng, tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ của công ty. Phòng tài chính kế toán tham mưu giúp tổng giám đốc trong việc thực hiện công tác hạch toán kế toán, thông tin kinh tế, phân tích hoạt động kinh tế, kiểm soát tài chính kế toán, quản lý và sử dụng vốn ngân sách và các nguồn vốn do công ty huy động. Văn phòng thực hiện chức năng tham mưu điều phối hoạt động của các đơn vị theo chương trình, kế hoạch công tác của công ty,
là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị, đối ngoại, phiên dịch, biên dịch, bảo vệ, quân sự, y tế của công ty. Chỉ trong thời gian ngắn chính thức đi vào hoạt động, ngày 29 tháng 11 năm 2012, chi bộ công ty sổ số điện toán Việt Nam được thành lập. Hiện nay, công ty đã hoàn thiện trụ sở mới tại tòa nhà Cornerstone 16 Phan Chu Trinh, triển khai hệ thống công nghệ thông tin và mạng nội bộ hiện đại, ban hành các văn bản quản lý nội bộ, hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp và ấn tượng, tiến hành khảo sát thị trường tại 18 tỉnh, thành phố trên cả nước, ban hành kế hoạch kinh doanh tổng thể. Công ty đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013-2015 và ra mắt Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cán bộ, nhân viên công ty cam kết thực hiện bộ quy tắc ứng xử của công ty. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, chuyên nghiệp, trách nhiệm và hiệu quả, ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên công ty luôn nỗ lực với vai trò tiên phong và dẫn dắt sự thay đổi xu hướng tiêu dùng trong lĩnh vực sổ số tại Việt Nam, để từ đó đem đến cho thị trường những sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế trên nền công nghệ hiện đại bậc nhất, tạo dựng hình ảnh một Vietlott ngày càng vững mạnh và phát triển. Vietlott xuất hiện với hình tượng bông hoa 5 cánh hình cầu với những đường cong nhỏ, gợi cảm giác của công nghệ, điện toán, lồng cầu và quả bóng. Mỗi cánh hoa với kích thước to nhỏ khác nhau, tượng trưng cho phần trách nhiệm mà Vietlott đảm nhận. Cánh hoa lớn thứ nhất, phần thưởng dành cho người chơi. Cánh hoa lớn thứ hai, phần đóng góp vào ngân sách nhà nước. Cánh hoa lớn thứ ba, phần đảm bảo quyền lợi của đại lý và đối tác. Cánh hoa lớn thứ tư, phần đóng góp cho công tác xã hội của Vietlott. Cánh hoa nhỏ nhất, phần đảm bảo đời sống cán bộ, công nhân viên Vietlott. Ngôi sao 5 cánh gợi nhớ hình ảnh lá quốc kỳ của Việt Nam, khẳng định sứ mệnh quan trọng và cam kết của Vietlott đối với đất nước. Ngôi sao mang đặc trưng của ngành kinh doanh sổ số, đó là sự may mắn. Được cách điệu như những vệt pháo hoa, tượng trưng cho lễ hội, vui chơi, cho thành công và chiến thắng. Với tiềm lực sẵn có, với ý chí được kết tinh trong 5 chữ vàng, cơ hội để tốt hơn, Vietlott sẽ không ngừng vươn mình lớn mạnh, tạo cơ hội cho mọi người, mọi nhà và toàn xã hội, để nhà nhà tốt hơn, xã hội tốt hơn. Bằng trí tuệ và sự nhạy bén, bản lĩnh chinh phục và khát vọng tiên phong, Vietlott tự hào với sứ mệnh hiện đại hóa nền sổ số nước nhà, cùng hướng đến sự phát triển và bền vững của ngành công nghiệp sổ số toàn cầu. Vietlott, cơ hội để tốt hơn.